Tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tháng Tư này có thêm nhiều nhóm hàng điều chỉnh mức giá mới, chiếm đa số là nhóm mặt hàng thịt gia súc gia cầm tăng từ 2 đến 12%. Mặc dù đã được chấp thuận tăng giá, tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị cung ứng, phân phối bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực để việc điều chỉnh tăng giá này giữ ở mức thấp nhất có thể, mục đích là để chia sẻ khó khăn chung với người tiêu dùng. Trong nhiều tháng qua giá nguyên liệu đầu vào hầu hết đều tăng từ 10 đến 30% tùy nhóm hàng, nhưng nhờ chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu nên doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ được mức giá ổn định. Tuy nhiên doanh nghiệp cho biết tới đây cũng sẽ cân nhắc tính toán đến việc điều chỉnh tăng giá, tất nhiên ở mức không quá cao.